Anh em ơi, sắp thêm hàng bãi này các bạn nhé. Dòng này thì cũng vừa giới thiệu video trước rồi, hôm nay giới thiệu lại cho anh em. Dòng sáp thơm này thì anh em để treo được bất kỳ vị trí nào trong gia đình hoặc trên xe cộ được anh em nhé. Anh em có cái lẫy này, cái này phù hợp cho anh em treo cái lẫy của cái cửa gió điều hòa, dòng máy nào không khí cũng một cũng được, máy hút ẩm cũng được, điều hòa trong gia đình cũng được, và hoặc trong chiếc ô tô đều được anh em nhé. Anh em cắm vào, anh em xoáy cái này ra, đây có hai lớp đấy, mở này và tắt này. Bên trong nó đơn giản này thôi anh em nhé. Đây là cái nhân này, anh em bỏ cái lắp này ra. Đấy, trong đây một con cái dạng như dạng mút, và nó được tẩm sẵn cái mùi thơm rồi anh em nhé. Cái này thì anh em dùng như mình dùng là lâu lắm không hết mùi anh em nhé, rất đậm đặc. Giả sử về sau nó hết rồi, anh em để nhỏ thêm tinh dầu hoặc nước hoa đấy được, để anh em để trong phòng các bạn nhé. Đấy, giá 30.000 một chiếc. Xong rồi là dòng hàng chưa qua sử dụng các bạn nhé, còn nguyên chưa bị sử dụng mất màu. Anh em tháo này ra là ra này, nó đấm chặt lắm, anh em nhấc này ra được. Đây các bạn nhìn, ok anh em nhé, 30.000 một sáp thơm này.